Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 6 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức quán triệt kế hoạch số 71 về nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn gần 31%. Có được kết quả này, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động lồng ghép mọi nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên luôn đồng hành cùng hội viên trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức quán triệt kế hoạch số 71 về nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngay sau đợt nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch chương trình hành động, thực hiện nghị quyết chi tiết có lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương. Việc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 phải được tiến hành khẩn trương nghiêm túc, tạo sự đồng nhất trong Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong nhân dân để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng hiệu quả, làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương quan điểm của Đảng đề ra trong nghị quyết. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan đơn vị cần xây dựng chương trình hành động của cấp ủy tổ chức Đảng để thực hiện gắn với mục tiêu nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền tổ chức chính trị xã hội các cấp chủ trì thảo luận chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết theo lộ trình, hàng năm kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đã đề ra. Chiều ngày 5 tháng 12, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tới thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lò Văn Thắng tại bản Hủy Vang, xã Mường Mươn, huyện Mường Trà bị thiệt hại do hỏa hoạn. Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 1 tháng 12, ngôi nhà sàn cùng nhiều tài sản của gia đình ông Lò Văn Thắng ở bản Hủy Vang, xã Mường Mươn, huyện Mường Trà đã bị cháy rụi hoàn toàn. Nhận được thông tin, đồng chí Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ những tổn thất và trao số tiền 20 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ tỉnh Điện Biên cho gia đình ông Lò Văn Thắng, đồng thời mong muốn gia đình ông sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ sự kết nối trợ giúp của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh, thời gian qua nhiều ngôi nhà chữ thập đỏ đã được xây mới, sửa chữa cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Với mục đích không để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phải ở trong những căn nhà tạm, rột nát, mất an toàn, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền vận động, kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ để tu sửa xây mới nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê, trong 5 năm trở lại đây, từ nguồn vốn được phân bổ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cộng với sự kết nối kêu gọi các nhà tài trợ, tổ chức, doanh nghiệp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ làm mới 32 ngôi nhà với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo. Hiện Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đang tiếp tục khảo sát, lập danh sách những hộ gia đình khó khăn về nhà ở để lên phương án hỗ trợ, góp phần từng bước xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, an cư lạc nghiệp từ lâu vốn là niềm mong mỏi của nhiều người. Tuy nhiên, là điều không dễ thực hiện đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu vùng xa. Bằng sự quan tâm của toàn xã hội cùng nhiều nguồn lực đầu tư thiết thực, nhiều hộ nghèo đã hiện thực hóa được mong ước có nhà cửa khang trang ổn định, làm bước đệm để phát triển kinh tế gia đình.
Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Điện Biên Đông. Không còn phải sống trong ngôi nhà chật hẹp, tạm bợ, luôn thường trực nỗi lo mỗi khi mưa gió. Niềm vui đến với gia đình chị Ly Thị Cở là một trong số nhiều hộ dân may mắn nhận được hỗ trợ làm nhà ở từ chương trình của Bộ Công an vào cuối năm 2021. Ngôi nhà kiên cố khang trang mà chị Cở chưa từng nghĩ đến giờ đây đã trở thành hiện thực, giúp gia đình chị hoàn thành ước mơ an cư lạc nghiệp. Ngày xưa nhà tôi thì cũng ở một cái nhà gỗ tạm bỡ ấy. Thì làm được nhiều năm rồi nó cũng hỏng ấy. Trời mưa nó lại dột mưa. Thì năm ngoái được cái Bộ Công an nó cho một cái nhà cho nhà tôi. Thì bây giờ nhà tôi cũng là chắc chắn rồi, lại không dột mưa. Nhà bây giờ gia đình cũng rất là khá ổn định và yên tâm kiếm tiền. Sau một năm đến thăm các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới thấy hết được niềm vui của bà con, thấy được ý nghĩa to lớn của các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Trước đó, cuối năm 2021 vừa qua, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, huyện Điện Biên Đông nhận được chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí là 55 tỷ đồng. Hơn 1.000 ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao trước thềm Tết Nguyên đán năm 2022, đồng nghĩa với việc hơn 1.000 hộ gia đình trên địa bàn huyện có cơ hội an cư lạc nghiệp, cải thiện cuộc sống. Cuối năm 2021 thì cũng được Bộ Công an huy động hỗ trợ, thì trên địa bàn xã cũng được hỗ trợ 131 hộ nhà. Người dân thì những cái nhà mà được nhà nước hỗ trợ ấy thì họ cũng sinh sống ở trong đó và bảo quản rất là tốt. Và họ cũng yên tâm để đi làm và phát triển sản xuất để thoát nghèo. Và trong đó thì có một số hộ gia đình cũng sau khi được đầu tư nhà thì năm nay trong quá trình điều tra rà soát hộ nghèo thì cũng làm đơn xin thoát nghèo. Đối với lại người dân khi mà đã được xóa nhà tạm thì thứ nhất là về tinh thần của bà con đồng bào các dân tộc ở đây rất là phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và bà con yên tâm hơn. Và cũng là đây cũng là cái cơ hội để bà con không phải lo nghĩ đến cái chuyện làm nhà, chỉ làm nghĩ đến công việc để tăng gia sản xuất thôi. Như vậy là cũng đã góp phần rất lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện. Không chỉ giúp các hộ nghèo đạt nhu cầu tối thiểu về nhà ở, những ngôi nhà nhân ái được xây từ tình yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp nhiều gia đình hoàn thành giấc mơ an cư lạc nghiệp, từ đó tạo động lực mạnh mẽ để người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2022 này, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm còn gần 31%. Có được kết quả này, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, nhất là 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia như chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình xây dựng nông thôn mới. Các địa phương trong tỉnh, các cấp các ngành đã tăng cường công tác rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đang thực hiện trên địa bàn để xác định những chính sách phù hợp. Qua đó đề xuất điều chỉnh theo hướng mở rộng các chính sách kích thích sản xuất, khuyến khích thoát nghèo để người dân khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, các chính sách hỗ trợ kinh tế phát triển sản xuất cho bà con nông dân, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, đến nay toàn tỉnh còn gần 42.000 hộ nghèo, chiếm gần 31%. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, thời gian qua, ngành y tế tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt là tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, qua đó bảo đảm điều kiện an toàn cho trẻ trong quá trình học tập, tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêm hơn 1,56 triệu mũi vaccine COVID-19, trong đó đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 cho hơn 103.200 trẻ, đạt hơn 100% kế hoạch, tiêm mũi 2 cho hơn 84.800 trẻ, đạt hơn 83% kế hoạch. Để có được kết quả đó, công tác tuyên truyền lấy ý kiến, giải đáp thắc mắc cho phụ huynh được chú trọng thực hiện, tạo sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh, học sinh trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm chủng. Công tác an toàn tiêm chủng cũng được ngành y tế tỉnh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu tại mỗi điểm tiêm nhằm xử lý kịp thời sự cố bất lợi sau tiêm. Nhờ đó, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, chưa ghi nhận trường hợp phản ứng bất thường sau tiêm.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên luôn đồng hành cùng hội viên trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên hiện có trên 18.000 hội viên, tham gia sinh hoạt tại gần 1.250 chi hội. Với bản lĩnh chính trị vững vàng được rèn luyện qua quân ngũ, các cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và là những tấm gương sáng khi trở về cuộc sống đời thường. Dù trên cương vị nào, các cựu chiến binh luôn là những người tiên phong gương mẫu trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tôi có cái phong trào là hết sức là được quan trọng, đó là phát động đoàn viên, hội viên, nhất là hội viên cựu chiến binh các thời kỳ tích cực tham gia hưởng ứng vào các cái phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, đó là tham gia vào cái xóa đói giảm nghèo trong toàn xã hội. Và cái thứ hai là cái phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, tham gia vào các cái dự án lớn của tỉnh, đột phá vào hai khâu chủ yếu, đó là làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, trong đó là tham gia vào các cái nội dung, đột phá vào cái nội dung là tuyên truyền vận động nhân dân, tham gia vào cái giải phóng mặt bằng để tỉnh triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh mà trong thời gian qua để cải thiện cái môi trường đầu tư. Phong trào giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi được đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có trên 30 doanh nghiệp hợp tác xã, trên 800 trang trại gia trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho trên 400 lao động là con em cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt nhờ thực hiện nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, nên tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo giảm chỉ còn trên 14%, số hội viên khá giàu của hội tăng lên 45%. Điển hình là Hội Cựu Chiến binh huyện Điện Biên, số hội viên cựu chiến binh nghèo giảm còn 1,6%. Hội Cựu Chiến binh huyện Điện Biên, chúng tôi thì cái việc mà giúp đỡ nhau trong cái phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được đặc biệt lưu tâm, lưu ý. Trong cái thời gian vừa qua thì chính cái thực hiện các cái phong trào này ấy, thì cái việc xóa đói giảm nghèo của huyện Điện Biên chúng tôi, đặc biệt trong cái cựu chiến binh, đã giảm từ 17,6% xuống còn 1,6%. Về hỗ trợ vốn kỹ thuật thì chúng tôi bằng nhiều cái nguồn huy động. Cái thứ nhất ý là từ vốn vay của ngân hàng chính sách. Được cái hội cũng như là các cái tổ chức đoàn thể cũng như ngân hàng chính sách ý, được tuyên truyền đến tất cả các đồng chí hội viên mà đặc biệt là hộ nghèo sử dụng cái đồng vốn là tương đối hiệu quả. Cùng với đó, phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa sâu rộng đến các chi hội. Nhiều hội viên cựu chiến binh đã gương mẫu đi đầu trong góp công hiến đất làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi. Ngoài ra, hội viên cựu chiến binh còn tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm tổ tự quản giữ gìn an ninh trật tự do hội viên cựu chiến binh làm nòng cốt. Hội cựu binh phường Kim Lam đã chỉ đạo cho các chi hội là xây dựng các chương trình đấy, các mô hình là hội chi hội tự quản, đặc biệt là trong các chi hội đã xây dựng được mô hình là đoạn đường tự quản đấy, nhằm mục đích là tuyên truyền vận động hội viên, gia đình hội viên cựu chiến binh là thực hiện tốt cái mô hình này, là để đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp cho tổ dân phố, cũng là để đảm bảo cho an toàn trật tự cho tổ dân phố. Trong giai đoạn mới hiện nay, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên đang tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chung sức chung lòng đóng góp vào công cuộc xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp. Những năm qua, phong trào dân vận khéo trong các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Tùa Chùa đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Thực hiện phong trào dân vận khéo, các cấp hội phụ nữ huyện Tùa Chùa đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Các mô hình đều gắn quyền lợi trách nhiệm của hội viên, điển hình có những mô hình kinh tế mang lại thu nhập bình quân cho chị em mỗi tháng từ 2,5 đến 4 triệu đồng, như mô hình hợp tác xã rau an toàn ở thị trấn Tùa Chùa và xã Trung Thu, mô hình nuôi dê thương phẩm ở xã Trung Thu. Bên cạnh đó, phụ nữ Tùa Chùa còn xây dựng và duy trì thành công các mô hình mang tính xã hội như mô hình vì sự an toàn phụ nữ trẻ em ở các xã Trung Thu, Huổi Xó, Tả Phìn
phụ nữ phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc ở thị trấn Tùa Chùa và các xã Xính Phình, Xín Trải, Mường Đun, Tùa Thàng. Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới tại 11 xã. Mô hình 503 sạch ở 12 trên 12 xã thị trấn. Cùng với việc xây dựng các mô hình, Hội Phụ nữ các cấp huyện Tùa Chùa còn phối hợp với các đơn vị chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị, không chỉ là bí thư chi đoàn năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đoàn, mà anh Lù Văn Đức ở bản Cang, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ còn là tấm gương điển hình, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm kinh tế giỏi tại địa phương. Trước đây, cuộc sống của gia đình anh Lù Văn Đức ở bản Cang, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ gặp nhiều khó khăn, do nguồn thu nhập chủ yếu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Với suy nghĩ phải tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình, anh bàn bạc với vợ chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại rau củ quả. Mùa nào thứ nấy cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa. Tôi đã học hỏi là kinh nghiệm về mô hình trồng cây ăn quả. Thế tôi đã mạnh dạn trồng các loại cây ăn quả giống cây cà chua này, nưa ong này, cái chám len này. Đến nay đã mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân mỗi năm 100 triệu. Không chỉ trồng rau, củ quả, anh Đức còn tích cực tìm tòi các kỹ thuật trồng cây ăn quả, vừa sản xuất vừa rút kinh nghiệm, đồng thời chắt lọc kiến thức áp dụng vào thực tế để mô hình làm kinh tế của gia đình đạt hiệu quả. Hiện tại hơn 1 hectare cây ăn quả của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó có hơn 300 gốc cây mận đã cho thu hoạch, còn lại cây chám, cây mắc ca đang cho quả bói. Bên cạnh đó, gia đình anh Đức còn phối hợp nuôi ong lấy mật, với 80 tổ ong, mỗi năm cũng cho gia đình nguồn thu đáng kể. Qua quá trình chuyển đổi diện tích cơ cấu cây trồng thì đồng chí Lưu Văn Đức đã cho thu nhập ổn định và là mô hình tiêu biểu để đoàn viên thanh niên trong toàn xã phấn đấu để thực hiện. Quá trình tới thì chúng tôi sẽ triển khai mô hình này tới tất cả các đoàn viên thanh niên trong toàn xã để mỗi đoàn viên thì sẽ lập thân lập nghiệp trên chính quê hương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, trên cương vị là bí thư chi đoàn bản Cang, anh Đức luôn nhiệt huyết, năng nổ trong mọi hoạt động phong trào của đoàn, vận động bà con nhân dân trong bản tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào do đoàn cấp trên phát động. Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và tích cực tham gia công tác đoàn, anh Lù Văn Đức luôn được đoàn viên thanh niên cùng bà con trong bản yêu mến, đoàn cấp trên tin tưởng, là tấm gương sáng để các đoàn viên thanh niên học tập và làm theo. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này, nhiều nhà vườn trên địa bàn huyện Điện Biên đang khẩn trương hoàn tất những khâu cuối cùng trong công đoạn chăm sóc, tạo dáng hoa, cây cảnh để đưa đi tiêu thụ, phục vụ nhu cầu của người dân chơi Tết. Tại các nhà vườn chuyên trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn các xã Thanh Luông, Thanh Chăn, Thanh Hưng, huyện Điện Biên, bà con nông dân đang hối hả bước vào giai đoạn phun thuốc, cắt cành, tỉa nhánh, tạo dáng cho những cây đào Nhật Tân, quất, phục vụ cho thị trường Tết. Theo đó, dựa vào thời tiết, các nhà vườn sẽ có kế hoạch tuốt lá, chăm bón để đào ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, với cây quất, các chủ vườn bắt đầu thực hiện tạo dáng cây, cắt tỉa cành từ đầu tháng 9 âm lịch và sau đó cũng tùy vào thời tiết để tiếp tục chăm bón cây, tạo dáng cho cây thêm một lần nữa trước khi xuất bán. Hàng năm, cứ vào dịp 23 đến 27 tháng Chạp là các nhà vườn sẽ xuất bán cây phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Được biết, giá các loại cây cảnh trồng tại tỉnh dịp Tết hàng năm không có biến động lớn. Cụ thể, các loại đào Nhật Tân trung bình được bán với giá từ 250 đến 600.000 đồng trên một cây, tùy chất lượng cây. Giá cây quất cảnh to dao động từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng trên một cây. Quất cảnh nhỏ để bàn có giá từ 150 đến 300.000 đồng trên một cây. Và đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.